Ok, tỏ lời nào nếu dương một đo trong nội thép script và dự định thuộc cả bọc trái đang xong đấy đây là bọc nó không thép script đi chapter 3 unit 8 và dự nữa đấy như chấp đam cho mình nên thép script 8.1 Hi mom, is it okay if I help you prepare dinner for Aunt Sokna and Uncle Panya? Yes, that would be great. What are you making? Making prawns, fried chicken, fried vegetables, soup and boiled rice. That sounds delicious. Can I help? Can you pass me the prawns from the fridge? Here mom. Wow, they're huge. Will you light the barbecue so I can cook the chicken? Okay, mom, the barbecue is burning. Thanks. Can you put the chicken and prawns on the barbecue? Okay. How long do they take to cook? Don't worry, I'll tell you when they are cooked. What else can I do? Will you chop the green beans and the cauliflower, please? Okay. Can you pass the knife, please? Will you pass the vegetables, please, Bisei? Here they are, Mom. The chicken and prawns are cooked. Can you take them off the barbecue and will you put them on the plates, please? I'm finished, Mom. Thanks, Bisei. Ba, okay, okay, nè. Chừng dừng mời gọi nhé bà mở ra một bình ok hai mắm số đấy mặn và mặn mặn is it okay if I help you prepare dinner for Aunt Sokna and Uncle Panya mặn ai đây is it okay mà mặn ai đây đấy có bà nhé bà bà khen nhom chui nhé bà khen nhom chui mà điệp chóm à hạt là nghĩ sau đó bà nhà mình sọc lá đang lục phù và nhà bạn đây thế bà nhé is it okay if I do something nhé is it okay nên dương phụ lệnh này gọi này là chia tầm rung với dương ảnh bà nó nóng ca make polite request phong đá cứ snap shop này dương chọn thua vậy mùi nhá ok nhé và yes that would be great và cha cứ và bia lo mệt tiền nhé và lo khắng thôi và bài chuối thì lo khắng cho vậy nhé that would be great và what are you making ta này cầm ta mạ cầm bông thầy thua vậy đấy bông thầy thua một hộp vậy đấy và I'm making prawns. Nhóm bạn cầm phong tại thưa một kia, anh dùng kia thưa một hộp nhé, nhớ chứ. Và trong prawn nó cứ bằng kia thì chỉ đang thấy nữa và bằng kia. Và bạn cầm phong tại thưa bằng kia nhé. Fried chicken và cứ mòn chiến. Fried vegetables, bẩn lại và fried vegetables là cha bẩn lại, nó học cái gì, nó chỉ chứng và cha bẩn lại, soup, cứ tự sốp, nè, tự sốp nè, and boiled rice và hay là làm bài, ok, bài nè, chỉ bàn bài này mà. That sounds delicious. Okay, delicious. Và làm một tớ rồi chỉ chẳng ảnh. That sounds delicious. Can I help? Và ta khôn à chui bàn này thế. Can you pass me the prawns from the fridge? Và ta mà khôn à bà hỏi nhé bà. Hỏi bằng kia và dọc bì tù tự cọ bàn này thế. Fridge. Và cứ tù tự cọ nhé. Refrigerator. Okay. Here mom. Wow, they're huge, ba cái là
hiểm ấm cái nick niệm mà ở mạng và nhà khỏi tối hay như hiểm ấm và wow cứ phụ bia thông thống đa siêu. Will you light the barbecue so I can cook the chicken? Và ta con bà đang chui bằng cắt lưng trong cran ăn sáng nhé nhé. Light the barbecue bằng cắt lưng trong cran ăn sáng nhé. Là bây mà bà à chấm ăn nhé. À chấm ăn món ở chấm ăn bà nhé. Và... Ok mắm. Ok. Ok mày bà nhé. The barbecue is burning. Chẳng hạn ăn sẵn cầm bông tại miền phương hơi nhá và miền phương giờ mà cắt ngớt ngớt vì chai hơi chẳng tới nữa học nghề và thanks. Can you put the chicken and prawns on the barbecue? À con và ta nè ăn chu và ta ta con ăn đã và đã sạch món sạch món nên đang bằng kia và tàu lớn ở trong khả năng ăn sạch bạn đã được thế. Okay, how long do you how long do they take to cook? Và ta bộ bia bia tại cà phê ở bên là du bên là tới và đã bị ẩn á, tôi khúc được đã bị ẩn á, ok, chưa chưa. Sizzling sound ở đây barbecue và cái là sizzling cứ sầm lên, cao là sầm lên đẹp lời chén nó ok đó và sizzling sound á và sầm lên lời chén nó, nhé, bia và to to thế nó. Somebody sạch nhé. Don't worry, I tell you when they are cooked. Con bà lòng ấy vẫn mạng đừng phạm cốt nấu bê đến sạch nhỏ nó cứ bị chân nhé. Ok, chân chân. What else can I do? Và ta con ai thờ bị bàn tiết. Okay, what else? Bà bị tiết nhé. Và what else? Will you drop the green beans and the cauliflower, please? So will you chop? Mà mình drop em mà chop. Mà ta mà con đừng đừng chui bà thao ta chỉnh trầm á. Bà được gọi cắt chỉ chấm này tối tối nhé. Bà chop. Bà là chất nhé. Bà là chất chỉ chấm này tối tối cứ chất sẩn đầy nhé. Bà cứ sẩn đầy. Sẩn đầy bà đắng là đầy kêu kêu nữa. Bà không biết. Và gì? Dân chả là mình sẽ đại cư bố sẽ đại cư dân chả là bình dụng đó và hay nâng tạo ra ca khát ná đó và ca khát ná cauliflower và chui bà đấy. Ok, can you pass the knife please? Ok bạn bạn ta mà chui hoạch bà ai hoạch cầm bật côn cầm bật bởi bạn đẹp đấy và pass cứ hoạch ỏi nhưng mà lại đi đó tiết. But sound of chopping was some lane than tram, sound of chopping. Will you pass the vegetables, please? We say, ba, ta, ba, con, ba, ai, hot, ba, chui hot, ba, lai, oi, ba, nè, we say, ba. Here, they are, mum, ba, no, ni, mum, ba, no, ni, mum. The chicken and prawns are cooked. Và chỉ cần là sạch mòn này đang bằng kia nó cứ ăn hời nó à cooked cứ là chúng ta bán sạch ăn hời nhé. Can you take them off the barbecue? Và ta nè và ta con ai york nè vậy nè york bị chen bị chỉ cần ăn sạch bạn để thế nè take them off the barbecue nè. And will you put them on the plates please? Hơi chui đặt sạch ngon nắng đặt tàu lờ chạm tiếp nè bạn để thế và plate cứ chạm tiếp á. I am finished, mum. But nhom bà rủi ro hai nữa, bà rủi hai nữa, mum. Bà mai. Thanks, bị say. Bà con bị say. Bà những khởi nguyên bà lại được quay mình khen mình huyên bà những con này nữa thì khởi nguyên bị nó sự phản. Is it okay if I? Okay. Bộ trong đường verb be sent simple. Okay bà. Nên có bà lại được quay đẹp gì nữa. Bà. Okay. Lấy những bơ chấm nốt bàn tọp tiết gì nữa. Bơ bật tọc tiết, nó cứ 8.2. Tape script 3.8.2. 1. Can you help me carry these? 2. Will you close the door, please? 3.
Can you collect all the books? 4. Will you ask them to be quiet? 5. Can you come with me? 6. Will you bring me a soda? 7. Can you fix my bicycle? 8. Will you change the channel? Okay, right. Một thêm mùi là bà, can you help me carry this? Bà ta nè à chùi căn robot tiền đi bàn tay thế bà. Two, will you close the door please? Bà ta nè bà chùi bật thuê bàn tay thế. Three, can you collect all the books? Bà ta nè bà à promote sẽ hold bàn tay thế. Bà hold được đó là promote mà. 4. Will you ask them to be quiet? Và ta nè, ai bà xong một vụ kia nó sẽ ngặt bản tịch bản thế. Và quiet, sẽ ngặt nè. Can you come with me? Và ta nè, ai bỏ cho mình trong bản thế. Will you bring me a soda? Và ta nè, ai chú vô cả tận soda bản thế. Và mở lọp chứ nè, a soda. 7. Can you fix my bicycle? Và ta nè, ai chú vô con trong bản thế. 8. Will you change the channel? Và ta nè à, và ta nè đang à chui đồ nè bạn đồ bọc bạn này đấy và change the channel cái đồ bọc tu rồi bọc với chuỗi hiện tại vậy nè bạn. Ok, là giờ bài bài tao tiếp cứ 8.3. Tape script 3.8.3. Good afternoon, Mrs. Could you take a seat, please? Good afternoon, Bisei. Do you mind closing the door, please? Good afternoon, Mr. Sowon. You tell me why I'm here, please. Of course, Mrs. We are having some problems with Bisei's behavior. He has been very cheeky to some of our teachers. Mr. Sowon, I'm only playing and having fun. Do you mind being quiet while I speak to your mother? Could you be quiet and stop crying, Pisa, while I talk to Mr. Soren? Pisa, would you mind waiting outside while we talk about your punishments? I'm sorry, Mr. Soren. She can be very naughty sometimes. That's okay. You are not to blame, Mrs. Thank you. Would you mind allowing Pisei to stay behind after class for 1 week? Want her to clean the classroom, empty the straws, and clean the bathroom? That's no problem, Mr. Sowon. She needs to learn how to behave. Could you arrange for someone to call me when she is finished so I can pick her up? Thank you, Mrs. I'll call you myself as soon as she has finished her duties. Goodbye. Goodbye, Mr. Sowon. Thanks for your help. Okay. Bà, chắc giảm bán rồi chứ. Bà, anh đi bơ Good afternoon, Mrs. Bà, I don't know, bà, tí bì xuống đây nè bà. Tí bì xuống đây. Nè xuống đây ổn, okay. Could you take a seat, please? Bà xôm ông cô cho nó mà. Take a seat, good ông cô cho, vậy nè. Good afternoon, we say. Would you mind closing the door, please? Bà. TV số giấy, we say. Bà, we say chui, bà, bật, bật thuy bàn tay. Good afternoon, Mr. Sovan. Could you tell me why am here, please? Và thì vì sao đây cứ lâu số bạn và cứ ta nè à nè anh tập trong bàn tết hà một là hẹn ở vậy và để nhóm trâu móc thì đi và tell me why am here và why cứ một là hẹn ok nhé và of course Mrs. Bà vẫn là sẽ ổn of course cứ vẫn là gặp bạn chị bạn này đấy
we are having some problems with Pisa's behavior. Dương ba cặp phụ tử miền bảy hàm chim nuôn nè, some problems bảy hàm chim nuôn tẹt tôn đứng ẹn giả bọt, ẹn giả bọt bỏ Pisa nè. She has been very cheeky to some others, some of our teachers. Gần Pisa khi thanh niên hát đôi chi cùng rô cùng rơi nè, thì còn khanh thì mình sụp hiếp thì trả lời tính nè, very cheeky nè, thì trả lời nè. Vì đi chơi thì đây dễ chơi mỏi đi sau chơi cầu bay như thế đó. Ok thì chơi miền phía chơi yên tĩnh và chấm pua nè xây xây tiền nữa hay coi chấm miền khu dương hỏa đài nữa và some of our teachers. Ok Mr. Sawan am only playing and having fun. Bà lúc sắp nó cứ nhóm khuẩn tệ lên và hay nâng sắp bài đẹp nó và hiểu phán cứ sắp bài Would you mind being quiet while I speak to your mother? Bà ta nè là nè xong sẵn tệ bàn thế bà nè khả nạp bên đây cứ nhóm một bông tay này dây được khăn bà đại bà nè nè nhưng mà say starts to cry softly chập đau dùng tịch tịch nè bà sắp đấy khi dùng tịch tịch nè. Could you be quiet and stop crying, Pisa, while I talk to Mr. Swan? Bà ta, bà Pisa, nè, ta con ai ngặt bạn hay ngặt bạn thấy hay chụp dùng phía mà và khả năng về đây mạng của này dây tôi can lộ số bán nè. Pisa starts to sob and cry louder. Bà sob cứ dùng can cao đại dùng khăng và dùng can khăng nè và cái này bà. Dùng khăn hay đang dùng cần phải lưu như thế bạn. Besides, would you mind waiting outside while we talk about your punishments? Okay, besides, ta nè, bà ai trong bà long cham nó khăn cào bàn này thế mà khăn áp về để dưỡng nhé bạn. Nhưng play nữa, would you mind bộ vừa bài anh chỉ nữa như các snap shot đó sẽ bị biệt giá không lẽ là chia formal nó không vậy. Khả năng về dây dây âm pí cả đạn và cả đạn pí này ở trong ở bọn này nó là bạn đạn này của cái giấy đấy bạn dùng thẻ viết này bạn tìm đến dùng mà bạn stamps her feet and she walks và trên khả năng về giấy của bạn tần tròn trường nè bạn cứ để hai lần cho hết tần tròn trường như vậy nè bạn thần chứ nè tần tròn trường là stamps her feet toàn loại chơi bỏ niêng mà khả năng phải là niêng bàn đá cái nữa và slams the door shut và slams the door shut cứ bật thui lên số kèn và slams the window shut bật bằng ôi lên số kèn đó thì slams lại chơi chơi I am sorry Mr. Saban she can be very naughty sometimes và ở khi nhóm xong tổ phóng mà lục Saban cứ thằng niêng ai nâng yên khăl gọi khâu như thế đó naughty và niêng khăl khăl khăn đá và bề khắc thì chẳng hả. That's okay, you're not to blame Mrs. Ohm. Mân thầy thế và that's okay. You're not to blame và mân trọng bà tôi hẹn thầy nhá. Dì chẳng. You're not to blame mân trọng bà tôi hẹn thầy. Rồi gọi mân anh bà tôi hẹn bàn thầy nhá. Thì dì bị đó nhá. Thank you, Okun. Would you mind allow VPC to stay behind after class for 1 week? Và ta nè, mình bằng cách đấy bà nè để trâu ăn nhạt đó bà ăn nhạt nè ở lão ấy nè bà cứ trâu ăn nhạt ở phía dưới sau ra bà nâu còi kì nè stay behind mà khi bà cứ nâu còi kì nó bị đè vậy mua chọn chỗ này bà cứ nâu còi kì vẫn top pi liên chọn nè mà khi tranh tranh ở mong tranh thì liên cứ thầu nâu còi kì nhá không dạy bên mua sập đà chẳng chân bà we want her to clean the classroom. Empty the trash and clean the bathroom. Dương trong ôi niêng sầm át thân ái và empty the trash. Cái này cứ sầm rám mà chẳng cứ bỏ sầm át sầm rám vậy. Oh, và empty cứ sầm át vậy. Oh, và chẳng chẳng đó. Empty còn niêm đây thà cứ tập tì. Nên không biết tập tì chữ verb này thà cứ sầm át vậy. Oh, nè. Và chẳng chẳng biết. Hay clean the class the bathroom cứ sầm át bàn tập tì. Nè và there's no problem, Mr. Soban. Mình tăng hà thế, lộ Soban.
She needs to learn how to behave. Và niên trâu, needs to trâu, và vậy đây sầm khăn trâu thuở. Và niên trâu riêng, và để biết bộ phong ca, bà bật, nè. Okay, how to behave, nè. Để biết bộ phong ca bà bật, đấy mới bị xong chắc nè. Could you arrange for someone to call me when she is finished? Ta nè ad, nè, mà chui riêng trọng, nè, bà. Điểm cho mọi lần nào đấy cứ kho một nhóm phóng và khó cứ hào đồ sắp nó bây đây lời thì sấy cứ bàn chọp cả gì nhé. Yeah, she is finished so I can pick her up và đồng bây và số đồng bây nhóm ai một dốt liền tổ tiền bình nhé. Pick somebody up cứ dốt nằm nè nó có đây nhà mùi nhé. Thank you Mrs. Ohm. I'll call you myself as soon as she has finished her duties. Con nên say ôm, nhé, nhôm nên kho, nhé, từ nè, được luôn ai to làm đó nhé, bà. No pay day, nè bà, as soon as, nè bà. Thì no pay day liền, bà bàn job, phía cái cái bàn liền, pleem pleem làm đó, nè, bàn job liền cứ kho đầu pleem, chẳng chẳng nè, as soon as. Okay. Goodbye, bà, chỉ điểm đi. Goodbye, Mr. Savan. Thanks for your help. Chụp liền và lục sơn và ở con chụp bùa cà chui chôm trên đây như thanks for your help. Ok, giờ mà bàn tao tiền nè, là 8.4. Tip script 3.8.4. Hey, would you mind closing the door, please? B. Could you tell me why I'm here, please? C. Would you mind being quiet while I speak to your mother? D. Could you be quiet and stop crying, Pise, while I talk to Mr. Sovan? E. Would you mind waiting outside while we talk about your punishments? F. Would you mind allowing Pise to stay behind after class for 1 week? G. Could you arrange for someone to call me when she is finished so I can pick her up? Okay, you can jump in the middle. But would you mind closing the door, please? But okay, but would you mind câu bộ vừa bài anh chị nhé, bài vừa liên hai ấy, bài vừa bài đồng lực vừa làm vĩnh. Could you tell me why I am here, please? Ok, ta nè, anh phải học nhóm bản thân ta hay là bây bản thân nhóm tàu bộ tình đi. C. Would you mind being quiet while I speak to your mother? Ok. Bạn ta nè, bà, anh sẽ ngặt bàn đây thế, bà. Nếu ta nạp về nhóm, bà đi dây được cắn, bà đá được bà nè. D. Could you be quiet and stop crying, Pise, while I talk to Mr. Savan? Ta nè à, sáng hát bàn tế thế, hay chụp dùm phía đến đây, Pise, nè, sáng hát bây đề, mà đáy, bà nè dây được cắn, lâu Savan. Would you mind waiting outside while we talk about your punishments? Ta nè, bà, à, đồng trăm bàn tế thế, nâu đồng trăm khẳng trái, bà khẳng bây đề dưới nè dây âm phí, cả đặc biệt này là lời nè. Punishment that I've been made. F. Would you mind loving Bise to stay behind after class for 1 week? Okay. Okay, ta và nè anh đang ăn ở nhà nè ở Bise nè nè và nấu chiên rồi thì bạn đã thấy và bạn to bị riêng và bạn to bị màu riêng nè không dạy bên mùi sợ đại. G. Could you arrange for someone to call me when she is finished so I can pick her up? Bà ta nè, nhờ tiệm chom ở làm nè, người chui kho một nhà bạn đấy và nè, nó bê lên niên bạn mà chọn càng gì nè, và được làm bấy ở nhóm ai tổ dọc niên bạn. Ok, bà nè, chỉ chăm lời, nó không cảm hiệp dưỡng, không sắp hợp dưỡng nè. Ok, nhưng mà to mò, thì 8.5.
8.5. TypeScript 3.8.5. Okay, if we all work together, we'll pass the exams easily. That would be great. I'm not very good at exams. I don't need any help. I always do well in my exams. Shh! Lee Wan, everyone works together at exam time. Okay, what should we do? Lee Wan, can you organize our review sessions? Okay. What day? Will you write our study schedules? No problem. Lee Wan, can you create some quizzes to help us revise? Okay. Do you also collect the books we need from the library? No problem. Can you organize some food and drink beside? Okay. What day? Will you bring paper, pens, and pencils, please? Okay. Lee Wan, can you speak to the teacher and ask for some study tips? No problem. What day? Will you collect the mock exams so we can practice? Okay, no problem. I think we have everything planned now. Okay. Look. Bà ta mới ở tận đây bị chọn gì là mình nói thế này một tiếng người làm vậy. Okay, if we all work together, we'll pass the exams easily. Rồi, okay, bà sân chí á. Thế bà sân chí chương từ góc này bà thưa com room hạ cả khí này mà. We all work together. Nếu com room hạ cả khí á. Bà dương đơn bà lòng chọc dạng nghi này mà. Pass the exam cứ lòng chọc easily dạng nghi. That would be great. À, bà đừng nói mà tôi được chỉ ở trà mẹ tiến nhé. I'm not very good at exams. Giống mình ở cái đây khang và lòng mình nhé. I don't need any help. Mà đi bàn gì thật giống mình từ cả chú ý tế và mình tâu cả chừng chú ý tế. I always do well in my exams. Giống tay để thôi bàn lò chiến đấy nhé. Và nó không cao lòng bọc nhau. Okay, do well in exam. Đi bán everyone works together at exam time. Okay, cái là mình sẽ giải thích. Không khí cứ tha trâu rôm thạc ca khí và nó đo pe lại trâu bỏ lò. At exam time. Okay, what should we do? Okay, ta dừng cú thôi ở bài tập nhé. Should cú tài nhé bạn. Thì what should we do? Dừng cú thôi bài tập. Đi bán can you organize our review sessions? Và đi bán ta nè. Và chú ý điệp chom và plong mê riêng nè bà session cứ plong mê riêng nè plong mê riêng sống khẹp ấy xâm rập thuê ca rập lực lăng với bà review sessions. Ok, what day will you write our study schedules? What day ta nè chú ý cả đa sơ xế bà sơ xế chân chưa cao bị hiện sực xa bỏ những bạn này đấy và cao hiện khi thằng nhà đến đây như thế này lâu nay như thế no problem và bận tay nhà thế để bạn can you create some quizzes to help us revise để bạn ta nên ai chui bằng cao và mình sầm đô tội nhé bạn nhé quizzes cứ sầm đô tội tội thế làm hạt tội và nó bay chui ở dưới nó cứ hạt động lực mày điền nhé revise cứ động lực nó và động lực mày điền nhé. You work. Okay, will you also collect the books we need from the library? Thế này, nâng ai chui promote, collect, promote sắp hư. Đại dương tàu ca đừng ngó nữa. Một vì bạn là lại bạn đại thế. No problem. Can you organize some food and drink, we say? Mà bạn hạ thế, bà ta nè. Ta nè ai đã điệp cho mình chỉ mà hô mà nâng phí chạy một chút bạn đại thế, we say? Okay, what I will you bring paper, pens and pencils please? What I ta nè nâng chui dọc cỡ đá nè bích hay nâng khẩm màu đáy nhé, pencil khẩm màu đáy bạn đây đấy. Okay, Lê Văn, can you speak to the teacher and ask for some study tips? Và Lê Văn ta nè ai nị dây được căn lộc cư nè xong và cầm đất dự bò khay khay nè để tôi cho mình khá thực xá nè mùi chung bạn đây đấy. Và thêm cứ cầm được bot lo khay khay nhá bà. No problem bà mình bạn hạt này. What I will you collect the mock exams so we can practice.
Ta ta nè ai chung chui promo ở rock nè và promo rock á tao ta te prolong sạ là bóng nè mock exams rồi prolong sạ là bóng muốn nâng prolong bật nè và chân ai nâng miên exa chà chà nè ở đâm bay dương ai nâng ba ăn là bọt bàn nè ăn là bọt chung mùi nâng ai te nè à cà prolong sạ là bóng nè ok no problem và mà bánh hạt đấy I think we have everything planned now. Khi mà cơ thể dương miền ở bầy của bạn giang và điệp chấm plan điệp chấm rồi hỏi ở hỏi là đi ok và lấy những bài trong cơ bài trong cơ cứ 8.6 TypeScript 3.8.6 B1, can you organize our review sessions? 3.8.6 A. B1, can you organize our review sessions? A. Day, will you write our study schedules? C. B1, can you create some quizzes to help us revise? D. Do you also collect the books we need from the library? E. You organize some food and drinks? F. Dai, will you bring paper, pens, and pencils, please? G. One, can you speak to the teacher and ask for some study tips? H. Dai, will you collect the mock exams so we can practice? Thì tập bật tới cái này nếu tập bật tới về chiều về đây nó khỏi lời đi hơi ở này và cái việc bạn bỏ phải hãy cho mình bạn bỏ thì thế nè lại trong khỏi như vậy nhé và chương bây giờ chương chọn tập đi sản phẩm ngày đi nè chương dương sản phẩm đem toàn subscribe dương chọn subscribe hay dương chọn sinh nhật cận đứng và okay dương share video tới và làm bên chạy như vậy nè còn chưa mà chụp những video còn lại nè cho mình đi làm buồn unit 9